你有病吗？ What? 你有病吗？Trong video tình huống vừa rồi thì bạn nữ đã mắc một lỗi sai vô cùng lớn về phát âm. Và lỗi sai này thì đã gây ra sự hiểu lầm cũng như là cái tình huống dở khóc dở cười ở trong giao tiếp. Vậy thì lỗi sai này là gì? Chúng mình hãy cùng theo dõi đến cuối video này nhé. Xin chào mọi người, mình là Nghiêm Thùy Trang, là founder của Tiếng Trung Alpha. Cá nhân mình thì đã có rất là nhiều năm giảng dạy tiếng Trung. Và trong suốt quá trình giảng dạy đó thì mình nhận thấy một điều rằng rất nhiều học viên đã mắc những cái lỗi sai ngay từ thời điểm ban đầu học ngoại ngữ. Đó là lỗi sai về phát âm. Và những cái lỗi sai phát âm này trở thành những lỗi sai cố hữu, trở thành lối mòn và khiến cho họ hoang mang trong việc học, nâng cao lên, cũng như là khiến cho họ cảm thấy không tự tin trong giao tiếp. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn chỉ ra những lỗi sai thường mắc đối với người mới học, cũng như là sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục những lỗi sai này nhé. Nhắc đến các lỗi sai khi mà học phát âm tiếng Trung á, thì có lẽ đầu tiên chúng ta phải kể đến việc người học thông thường sẽ đọc các cái âm rất là nông, rất là ngắn, rất là chợt. Để dẫn đến cái lỗi sai này thì có lẽ lý do đầu tiên phải kể đến việc là chúng ta đã quen với việc phát âm tiếng Việt rồi. Ngoài ra nữa thì đó chính là ở cái tâm lý sợ sệt của chúng ta. Chúng ta sợ đọc sai, thế nên là nó hình thành nên một cái thói quen là đọc lướt đi, để cho cảm giác là như thế là mình sẽ né tránh được cái lỗi sai á. Tuy nhiên thì điều này sẽ làm chúng ta phát âm không hay và không tròn vành rõ chữ nữa. Thì để khắc phục cái lỗi sai này ấy, cái đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý đó chính là bản thân chúng ta phải xác định được cái tâm lý khi mà nói tiếng Trung á, là chúng ta phải nói to, rõ ràng, vang rền, nền nảy lên. Cái âm làm sao mà nó phải vang và nó tròn lên. Cái này nó phụ thuộc tâm lý của chúng ta thôi. Và nói nhiều thì sẽ thành quen, không có gì là khó khăn cả, đúng không? Thêm một cái nữa là khi mà đọc, các bạn lưu ý rằng cái vận mẫu, tức là cái phần đằng sau, cái vần của mình, mình cần phải đọc vang nó lên, cần đọc dài và vang hơn, chứ không đọc ngắn cụt lủn như vậy thì nó sẽ bị mất âm và nó sẽ không hay. Cô Trang lấy ví dụ nhá, chúng ta có từ Bảy Chiêng, thì các bạn không nên đọc là Bảy Trinh, mà các bạn cần phải đọc tròn, rõ lên là Ây, Bảy, Yên, Chiêng, Bảy Chiêng. Hay là từ Cản Chính, thì thông thường các bạn đọc nhanh, các bạn sẽ đọc là Cản Chính. Thì như này là không chính xác rồi, đúng không ạ? Chúng mình đọc vang lên nào, Cản Chính. Đấy, cái vần của mình cần phải vang nó lên. Hay một từ ví dụ nữa nhá, là từ Xỉnh Phú, thì thông thường các bạn sẽ đọc là sinh phú. Sinh phú là không chính xác rồi. Chúng mình cần đọc chậm rãi vang rền lên nào. Sinh phú. Cái lỗi phát âm thứ hai ấy, đó chính là vận mẫu ung. Thì khi phát âm cái vận mẫu này, rất nhiều bạn đã đọc thành ung, giống như là chữ ung trong ung dung của tiếng Việt ấy. Lý do dẫn đến cái lỗi sai này đó là khẩu hình của chúng ta để chưa chính xác. Khi mà đọc từ ung thì các bạn đã trụm môi vào thì nó sẽ ra từ ung ở trong ung dung. Đó, thì cái vấn đề này thật ra nó không phải là một lỗi sai nghiêm trọng, và khi các bạn nói như vậy, người bản xứ hoàn toàn có thể hiểu được các bạn nói gì. Thế tuy nhiên, nếu như các bạn xác định là mình muốn hướng đến một cái mục tiêu, đó là phát âm hay, phát âm chuẩn hoặc là cận bản xứ nhất có thể, thì chúng mình nên chỉnh sửa từ những cái tiểu tiết. Đó, thì khi mà đọc cái âm ung này, các bạn lưu ý rằng cái âm thanh mà các bạn phát ra ấy, nó vẫn là âm thanh tương tự như chữ ung ở trong ung dung. Tuy nhiên về khẩu hình thì chúng mình nhớ nhá, khi mà phát âm ra âm ung đấy ấy, thì cái miệng của mình sẽ không trụm hẳn lại. Các bạn để ý khi cô Trang phát âm chữ ung của tiếng Việt này, ung, ung, có phải hai môi của mình trụm kín vào không ạ? Nhưng mà phát âm chữ ung, vận mẫu ung của tiếng Trung ấy, thì các bạn lưu ý khẩu hình của cô Trang nhá, ung, ung. Tức là chúng ta vẫn phát âm ra cái âm ung đấy, nhưng mà sao nhở? Môi trên và môi dưới của mình không trụm kín lại, mà nó tạo thành một vòng tròn nho nhỏ, đúng không ạ? Ung, ung. Tuyệt đối các bạn không phát âm thành ông hay là ong nhá. Nó không có thiên về âm ô đâu ạ. Nó vẫn là âm ung. Chỉ có điều môi mình không trụm lại thôi. Nào, chúng mình cùng lặp lại một lần nữa nào. Ung. Chính xác. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đọc một vài ví dụ để các bạn có thể cảm nhận tốt hơn về vận mẫu ung này nhá. Thành công, bù tổng, bình chống, xuống mau. Tiếp đến lỗi sai thứ ba là một lỗi sai vô cùng quan trọng, vô cùng kinh điển và cực kỳ nhiều bạn mắc luôn. Mọi người chú ý nhé. Đó chính là khi đọc các vận mẫu bắt đầu bằng chữ Y
thì thông thường các bạn rất hay để mất dấu âm y, ví dụ như các âm ya, yen, yang, yong. Đó thì mình khi ghép với thanh mẫu thì rất nhiều bạn đã làm rớt mất cái chữ y này rồi. Thì cái điều này nó khiến chúng ta phát âm bị sai. Dĩ nhiên để khớp vào ngữ cảnh thì có thể người Trung Quốc vẫn hiểu mình nói gì, người bản xứ vẫn hiểu mình nói gì. Thế tuy nhiên là khi mà phát âm như vậy thì bản thân mình cũng không tự tin khi mà sử dụng ngôn ngữ, đúng không? Vậy thì làm cách nào để có thể sửa được cái lỗi sai này? Các bạn cùng lưu ý nhé. Đó là khi mà chúng ta bắt gặp những cái vận mẫu bắt đầu bằng chữ y, thì bất luận bạn đọc kiểu gì thì đọc, bạn phải bảo toàn được cái dấu âm y trong đấy. Mình lấy ví dụ khi đọc tiếng Việt nhé. Chúng mình thay vì đọc em yêu anh, chúng mình sẽ phải đọc là em yêu anh, nó kiểu như vậy á. Tức là bạn phải lắng nghe được cái dấu âm y này nó tồn tại trong âm bạn đọc. Hay là một từ khác nha, ví dụ con yêu mẹ chẳng hạn, thì nếu có dấu âm y nó phải là gì? Con yêu mẹ, đúng không? Thì ở đây thay vì đọc là cha, các bạn phải đọc là cha. Đó, nó kiểu kiểu như vậy. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi cụ thể vào một số âm nhé. Ví dụ như là vận mẫu ya. Vận mẫu ya này thì các bạn, rất nhiều bạn đọc nhầm, hoặc là bị mất đi dấu âm y, hoặc là đọc nhầm thành âm y ở trong tiếng Việt. Thì lưu ý là đây là vận mẫu ya ở trong tiếng Trung. Và để đọc nó thì các bạn chỉ cần suy nghĩ đơn giản thôi, là nó có chữ nào thì mình đọc chữ đấy. Ví dụ nó bắt đầu bằng chữ y và kết thúc bằng chữ a thì các bạn sẽ đọc là ya, ya. Và bởi vì nó kết thúc bằng chữ a nên là khẩu hình của mình sẽ mở rộng về cuối. Chúng mình cùng đọc lại nhé. Ya. Rồi, và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đọc một vài ví dụ để các bạn cảm nhận tốt hơn âm này nào. Chia. Đó, các bạn thấy không? Mình cần phải đọc là gì? Chia liền vào nhá. Chia, chứ không phải là cha, được chưa? Tiếp theo này. Chia. 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 Chia xiang. Chia xiang. Xiang. Nian. Xiang nian. Zai jian. Zai jian. Tiếp đến là vận mẫu yêu. Thì vận mẫu yêu này, cái âm hoàn chỉnh của nó ban đầu chúng ta học được viết là i o u. Nhưng mà khi vận mẫu này được kết hợp với thanh mẫu để tạo thành một âm tiết thì chữ o sẽ được lược đi, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ viết i u thôi và vẫn phải đọc là yêu. Thì khi mà mới học, rất nhiều bạn sẽ bị nhầm lẫn đọc cái âm này thành yêu ở trong tiếng Việt thì nó chưa đúng nha. Mình phải ghi nhớ rằng mình nhìn thấy là y với u nhưng mà thật ra nó là âm yêu, và cái vần o đằng sau các bạn phải đọc tròn âm lên, tròn miệng lên, nó không phải là yêu kiểu yêu đương nhá, mà nó là yêu, 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 được chưa ạ? Mình phải luôn ghi nhớ như vậy và đọc tròn cái âm lên. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với một vài ví dụ để các bạn có thể hình dung tốt hơn nha. Các bạn nhớ là khi mà đọc ví dụ này, tuy nó chỉ là những ví dụ đơn giản thôi nhưng mà các bạn vẫn nên đọc lại theo cùng với cô Trang và phải phát ra thành tiếng, nhớ nhá. Chiêu thiên. Rồi, các bạn để ý thấy không ạ? Cái âm yêu cô Trang đọc nó rất là tròn. Mình sẽ không đọc là chiêu thiên hay là chiêu thiên, không phải chiêu yêu mà là yêu. Chiêu thiên. Hay là yêu xiu xỉ. Xiu xỉ. Hay là bái chiểu. Bái chiểu. Âm tiếp theo mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đó chính là âm yên. Vận mẫu yên này các bạn đừng bao giờ đọc nhầm thành in nhá. Rất nhiều bạn khi học á sẽ đọc nhầm thành in, tức là nó giống in ở trong xinh đẹp ấy, hoặc là kiểu vốp in ấy, thì không đúng, nó chưa chính xác mọi người ạ. Tức là nó không hẳn là sai nhưng mà nó cũng chưa phải là đúng. Đó, thì với âm yên này mình lưu ý rằng chúng mình hãy tưởng tượng như là nó có thêm vài chữ g đằng sau đi. Tức là bản thân mình hãy tưởng tượng để tự làm dài cái vận mẫu đó ra, và cách mình đọc nó sẽ vang ra như thế này nhá. Yên. Các bạn để ý thấy không ạ? Nó khác biệt không? Một cái là in, một cái là yên. Rồi, vậy thì bây giờ đi vào ví dụ để chúng mình có thể cảm nhận tốt hơn này, cũng như là khi mà đọc ví dụ thì chắc chắn là các bạn sẽ hình dung rõ rệt hơn về cái cách mà chúng ta phải khắc phục. Rồi, lão sư lấy ví dụ như là từ hảo thinh, thì chúng ta sẽ không đọc là hảo thinh, được chưa? Không phải thinh mà là gì nhỉ? Hảo thinh. Nó thì nghe nó rất là bản xứ, nghe nó rất là hay. Một lần nữa nhá, đọc lại từ này nào. Hảo thinh. Đúng rồi. Hay là ai chính. Chúng mình sẽ không đọc là ai chính mà gì nhỉ? Ai chính. Hay là gì ta? Bình an. Rồi, tuyệt đối sẽ không đọc là gì? Bình an mà là bình
Được chưa ạ? Một cái lỗi sai tiếp theo mà người học cũng thường mắc, đặc biệt là các bạn mới học, đó chính là vận mẫu way và won. Chúng ta cùng nói về vận mẫu way trước nhé. Vận mẫu way này, cách viết hoàn chỉnh của nó là UEI và chúng ta sẽ đọc là gì? Way, đúng không ạ? Tuy nhiên khi ghép với thanh mẫu để tạo thành một âm tiết thì chữ E ở giữa sẽ được bỏ đi và chúng ta vẫn phải giữ nguyên cách đọc. Thế tuy nhiên một số bạn khi mà mới học ấy, bỏ chữ E đi quên mất sẽ đọc nó luôn là ui. Thì cái cách đọc này là chưa chính xác. Chúng mình nhớ nhá, UEI bỏ E đi tôi vẫn phải đọc là way. Đúng rồi, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc một vài ví dụ thôi nào. Khi mà đọc ví dụ tự dưng các bạn sẽ cảm thấy là nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ đón nhận, dễ tiếp nhận kiến thức, đúng không ạ? Ví dụ từ khẩn quẩy. Rồi, từ này không đọc là cui nha mọi người. Khẩn quẩy, âm quẩy vẫn phải được bảo toàn nhá. Tiếp theo này, phong trời. Phong trời. Giao suy. Giao suy. Tiếp đến là vận mẫu uân. Rồi, vận mẫu uân này cách viết đầy đủ của nó cũng là gì nhỉ? U-E-N. Nhưng mà khi được ghép với thanh mẫu để tạo thành một âm tiết thì chúng ta cũng phải bỏ chữ E đi và giữ nguyên cách đọc. Thế nên từ này các bạn mới học làm ơn đừng có đọc thành un nha. Mà chúng mình phải đọc là gì nhỉ? Uân. Chính xác rồi. Nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đọc một vài ví dụ về âm uân này nhá. Khuẩn thuận. Khuẩn thuận. Chân thiên. Chân thiên. Chú xuẩn. Chú xuẩn. Các bạn đã nắm được những cái lưu ý mà cô Trang vừa chia sẻ chưa ạ? Nếu mà mình đã nắm chắc rồi thì chúng mình sẽ sang đến phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo ngay sau đây chính là một lỗi sai mà rất nhiều người học mắc phải, chắc phải lên 80% mất, vì chính cô Trang ngày xưa cũng mắc phải lỗi sai này. Đó chính là cách phân biệt tổ hợp zi, ci, zhi và chi. Các bạn nghe thấy có khó khăn không ạ? Thật sự luôn, đây thật là một cái thách thức với người mới học á mọi người. Thật ra một phần lý do để mà khiến mình chưa phát âm được những cái âm này hoặc là chưa phân biệt được ấy, nó nằm ở việc là chúng ta nói chưa đủ nhiều, nghe chưa đủ nhiều. Mình chưa quen với nó thì mình chưa nhận ra nó thôi. Chứ còn trên thực tế nó cũng có những cái nguyên tắc rất là đơn giản để các bạn có thể phân biệt được. Vậy bây giờ cô Trang sẽ chia sẻ với các bạn cái nguyên tắc đấy nhá. Nghe thì nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất là hữu ích đấy. Đó chính là có C thì bật hơi, có H thì cong lưỡi. Các bạn hãy coi như đây là một câu thần chú nhá. Có C thì bật hơi, có H thì cong lưỡi. Bây giờ thì cô Trang sẽ đọc lại cái tổ hợp âm này theo cặp trên dưới, tức là âm không cong lưỡi và âm cong lưỡi, để cho các bạn hình dung cũng như cảm nhận tốt hơn nhé. Nhớ là ở đây thì các bạn phải gì nhỉ? Lắng nghe và lặp lại thật to cùng với cô Trang này. Rồi, âm bên trên chúng mình sẽ đọc là zi. Âm bên dưới là zhi. Có H mà chúng ta cong lưỡi lên đấy đúng không ạ? Lại nhá, âm bên trên chúng ta sẽ đọc là zi. Âm bên dưới là zhi. Rồi, sang đến cặp bên này thì âm bên trên mình sẽ đọc là ci. Có C đúng không ạ? Bật hơi ra nhá. Ci. Rồi, âm ở dưới này chi. Vì nó vừa có C vừa có H thì tôi phải vừa cong lưỡi vừa bật hơi. Đọc lại nhá. Chi. Rồi, bây giờ cô Trang sẽ đọc lại một lần nữa cả bốn âm này này. Zi. Zhi. Ci. Chi. Vì đây là một tổ hợp âm tương đối là phức tạp cũng như là khó khăn với người mới học, nên là cô Trang đã dành riêng một video clip để phân tích vô cùng chi tiết, kỹ càng, tỉ mỉ và kỹ lưỡng rồi. Cái link của clip đó thì cô sẽ gắn ở dưới phần mô tả, bạn nào cần thì có thể tìm nhé. Tiếp theo, có một lỗi sai nữa mà các bạn cũng rất hay mắc phải, đó chính là khi mà tổ hợp âm zi, ci, zhi, chi, shi và ri kết hợp với vận mẫu y thì y sẽ được đọc thành ư. Nhớ nhá, nên nhiều bạn sẽ đọc thành vẫn đọc là y thì đó là cách đọc không chính xác. Rồi chúng mình sẽ cùng đọc một vài ví dụ như sau nhá. Zi si, zi zai, zi ji, shi chi. Đó thì các bạn thấy là khi đằng sau cái tổ hợp âm zi si si zhi chi shi và ri là vận mẫu y thì y chúng mình sẽ đọc là ư. Nhớ nhá. Chúng ta cùng đến với lỗi sai tiếp theo nhá. Ở lỗi sai này thì không biết là các bạn có còn nhớ cái tình huống ở đầu video mà chúng mình đã xem không nhỉ? Trong cái tình huống đấy thì bạn nữ bước vào cửa hàng nước và nói với nhân viên phục vụ là muốn xin thêm đá cho cốc nước của mình. Nhưng mà thay vì nói là ní yǒu bìng ma thì bạn ấy đã nói nhầm thành ní yǒu bìng ma. Ở đây thì cái từ bìng mang thanh một có nghĩa là đá, là cục đá ở trong tủ lạnh ấy mọi người. Còn cái từ bình mà bạn nữ đã dùng á, mang thanh 4 thì có nghĩa là bệnh. Vậy cái câu mà bà đáng nhẽ bạn ấy nói là
bạn có đá không cho mình xin thêm á, thì bạn ấy nói nhầm thành cậu có bệnh à, hay có thể dịch theo một cách khác là mày bị điên à. Đó, thì bây giờ chúng ta đã hiểu rõ là vì sao anh chàng phục vụ sau khi nghe bạn nữ nói xong thì lại có phản ứng gay gắt như vậy rồi, đúng không ạ? Đấy, thì đây là một lỗi sai vô cùng thường gặp, là một lỗi sai kinh điển của những người mới học tiếng Trung, và thậm chí là những người đã học tiếng Trung lâu rồi nữa vẫn bị mắc lỗi này. Có thể do khi dùng tiếng Việt ấy, với những cái từ không mang dấu bên trên thì chúng ta cảm thấy nó đều giống nhau, đúng không ạ? Ví dụ như Trang hay Trang, Linh hay Linh thì các bạn đều thấy nó giống nhau, nhưng trong tiếng Trung thì lại hoàn toàn khác nhá. Thanh 1 và thanh 4 sẽ tạo thành những từ ngữ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vậy nên khi mà mới học, chúng ta phải đặc biệt chú ý phân biệt thanh 1 với thanh 4 nhá. Và cô Trang sẽ chia sẻ với các bạn một cái tip nhỏ để có thể đọc thanh 4 tốt hơn. Có một số bạn khi mà đọc thanh 4 thì lại vì đọc dứt khoát nên là vô hình chung nó lại bị nặng quá, nó thành dấu nặng. Thì các bạn lưu ý là tiếng Trung không có dấu huyền cũng không có dấu nặng nhá. Cô Trang lấy ví dụ này, đây là từ tà lụ, chứ chúng ta không thể đọc là tà lù hoặc là tạ lụ được, mà phải là tà lụ. Hay từ này là tà nụ, thì chúng mình không thể đọc là tạ nụ hay là tà nù được, đúng không ạ? Đó, thì khi mà đọc, để đọc thanh 4 hay á, thì thứ nhất là mọi người phải nâng một tông giọng của mình lên, để khi mà chúng mình đọc dứt khoát xuống là nó vừa nhá. Tà nụ hay tà lụ. Và có một cái tip vô cùng hữu ích nữa nhưng mà lại không nhiều bạn sử dụng. Lần nào cô Trang cũng năn nỉ ỉ ôi là các bạn hãy dùng cái tip này đi vì nó thực sự hữu ích, nhưng mà các bạn toàn không nghe lời không ạ. Thì bây giờ các bạn ghi nhớ giúp cô Trang là trong cái quá trình mình luyện tập thanh 4 ấy, nhất định các bạn phải dùng tay để mô phỏng âm thanh, mô phỏng cái âm vực của nó. Cô Trang lấy ví dụ nhá. Tà lụ, tà nụ. Đó, mình hãy chém cái tay xuống. Bạn nào mà cảm thấy là mình kiểu làm biếng chém tay quá thì các bạn có thể vỗ tay kiểu tà lụ, tà nụ. Hay là nếu vẫn làm biếng nữa thì mình có thể gật cái đầu đi, gật cái đầu. Ví dụ như là tà lụ hoặc tà nụ. Nói chung là các bạn làm gì làm, nhưng nhất định phải có một cái động tác gì đó nhắc nhở chúng ta phải dứt khoát khi đọc âm này. Và cái tay của mình chém xuống đồng thời là âm thanh của mình phải kết thúc. Cô Trang lấy một ví dụ khác nhá. Khó khăn, tức là tay mình chém xuống phát là cái âm thanh nó phải kết thúc luôn, chứ không phải là khó khăn. Tay chém nhẹ nhàng này thì nó cũng không có tác dụng, được chưa? Lặp lại một lần nữa nào. Khó khăn hay khó khăn. Đó, thì khi mà đọc thanh 4 các bạn đặc biệt hãy chú ý là phải nâng một tông giọng lên, đọc dứt khoát xuống, và tốt hơn nữa thì hãy dùng tay để mô phỏng âm vực, để nhắc nhở bản thân mình phải dứt khoát khi đọc thanh này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lỗi sai cuối cùng trong video ngày hôm nay nhá. Đó chính là lỗi sai khi đọc thanh nhẹ. Thì trước hết chúng ta phải hiểu thanh nhẹ là gì đã. Thanh nhẹ thì vốn dĩ nguồn gốc xuất xứ của nó cũng là một trong bốn thanh cơ bản thôi. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng người ta đọc nhẹ nó đi và nó được gọi là thanh nhẹ. Vậy thì đặc điểm nhận dạng của thanh nhẹ là gì ạ? Những cái từ mang thanh nhẹ có thể là âm tiết đứng một mình hoặc là những âm tiết đứng đằng sau của từ. Cô Trang lấy ví dụ nhé. Từ xie xie, bà bà, ma ma, cơ cơ, tì tì. Đó, thì các bạn nhìn thấy là sao ạ? Những cái âm tiết đằng sau nó không mang dấu gì cả và nó được gọi là thanh nhẹ. Thì muốn đọc thanh nhẹ tốt thì mình sẽ có hai cách nhỏ như sau. Cách thứ nhất đó là chúng ta phải dồn trọng âm vào cái từ đằng trước. Ví dụ nhá, xia xia, đúng không ạ? Ba ba, ma ma. Đấy, mình sẽ dồn trọng âm vào âm đằng trước thì đằng sau tự khắc là nó sẽ nhẹ đi. Và có một cái bí quyết thứ hai nữa, một cái tip thứ hai nữa. Bí kíp này là của riêng cô Trang thôi nhá, không có trong sách vở nào ghi đâu ạ. Nhưng mà trải qua rất nhiều năm dạy học thì cô Trang đúc rút ra và thấy là nó thật sự hữu ích với học trò của mình. Nên ngày hôm nay cô Trang sẽ chia sẻ lại với các bạn. Đó là khi đọc thanh nhẹ á, thì thay vì đọc cả dấu huyền, mình sẽ đọc cỡ khoảng 1/2 dấu huyền thôi. Mình lấy ví dụ ở từ bố nhá. Từ bố là pa pa, đúng không? Thế nếu mà các bạn đọc dấu huyền chẳng hạn sẽ là pa pa, pa pa, đúng không? Cái từ đằng sau là pa. Nhưng bây giờ mình đọc một nửa dấu huyền thôi, mình đọc lơi nó ra là pa pa. Đó, hay từ cưa cửa. Thì thay vì đọc cưa cửa, tôi sẽ đọc là cưa cửa, cưa cửa. Đó, mình đọc lơi nó ra thì tự khắc nó sẽ hay thôi. Các bạn thấy có dễ không ạ? Vừa rồi thì cô Trang đã chia sẻ với các bạn 8 cái lỗi sai thường mắc khi mà học phát âm tiếng Trung. Không biết là các bạn ở đây có nhìn thấy mình ở trong những lỗi sai đấy không nhỉ? Có lỗi sai nào mà các bạn thường hay mắc không? Và nếu như các bạn cảm thấy là muốn cô Trang giúp các bạn check các lỗi sai và chỉnh sửa lại á, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Ngoài ra nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và ấn subscribe kênh để có thể đón xem nhiều video hay ho hơn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào chị!